hành nha. Bây giờ mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Các bạn ơi, đây vòng của mình đã hoàn thành rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây vòng của mình nha. Vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây cũng là kết thúc. Nếu các bạn thích cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quýt hồng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quýt hồng mini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quýt hồng khổng lồ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhé. Đầu tiên là mình sẽ xỏ màu màu hồng nha. Mọi người ơi, đây nha, đây là màu hồng đầu tiên của mình nhá. Tiếp theo là mình sẽ xỏ màu xanh dựa, xanh lá cây nha. Các bạn ơi, đây là màu đầu tiên của mình, màu hồng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh lá cây nhé. Các bạn ơi, đây là phần màu hồng màu đầu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu xanh lá cây. Màu xong nha. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn tô màu những bức tranh mà mình yêu thích. Bây giờ các bạn hãy theo dõi mình tô màu nha. Chứ quay cái đấy phải 8 phút.
có cái hôm nay bọn mình sẽ có từ quả thanh tiên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay nha. Hôm nay vòng tay của mình sẽ có từ quả thanh tiên nhỏ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nhá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn là vòng tay. Và vòng tay hôm nay của mình sẽ có từ quả thanh tiên mini. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên mình xỏ xò nha. Bây giờ mình sẽ xỏ con này nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ một hạt xò đầu tiên nha. Sau đó mình sẽ xỏ luôn với màu cam nha. Mọi người ơi, đây là phần đầu tiên của mình này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nhé. Mọi người ơi, đây là phần đầu tiên của mình, màu cam và hạt sò. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ ạ. Mọi người ơi, hạt sò với lại màu cam là phần đầu tiên của mình. Bây giờ mình sẽ xỏ màu đỏ nha.